khẳng định được vị thế của bản thân, đồng thời nhận ra mình còn yếu kém ở đâu để có hướng sửa chữa. Thiên Vu phù trợ giúp bạn có cơ hội phát huy tài ăn nói của mình, gây ấn tượng tốt với mọi người xung quanh. Bạn có thể gây dựng những mối quan hệ xã giao có lợi, giúp ích cho sự nghiệp trong tương lai. Nếu có người chân thành đến với bạn, hãy giữ quan hệ với những người đó. May mắn hơn nữa, thiên tài chiếu mệnh chứng tỏ mọi cố gắng của bạn từ trước đến nay không hề uổng công. Bạn có thể nhận được một khoản kha khá do những cố gắng từ trước đến nay của mình. Ngoài ra, bạn cũng có thể dựa vào vận may của mình để phát tài một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, bạn cần biết kiềm chế lòng tham của mình, không để bản thân sa vào những trò đỏ đen như cờ bạc, cá độ. Vị trí số 3, tuổi Ngọ, Hồ Phong Hoán Vũ, một tay vơ vàng, một tay hái tiền, trăm tỷ về tay xóa ngay nợ nần, sống tầm thượng lưu trong tháng 6 dương lịch. Người tuổi Ngọ được biết đến với tính cách thật thà, ngay thẳng. Trong cuộc sống, những người tuổi Ngọ khá hào phóng, trượng nghĩa, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Trong tính cách, người tuổi Ngọ sống chân thành với bạn bè, người thân. Bạn là người giỏi kiếm tiền và cũng giỏi quản lý tiền bạc. Bước sang tháng 6 dương lịch, tài lộc của người tuổi Ngọ vượng hơn bao giờ hết. Con giáp này gặp may mắn trong công việc, có cơ hội chứng tỏ năng lực của bản thân. Thông qua các mối quan hệ, người tuổi Ngọ nhận được công việc tốt hơn, hoặc chí ít cũng là nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập, tiền bạc chuyển về tài khoản, nảy số ầm ầm. Trong tháng này nhờ hữu duyên, con giáp này gặp được bạn làm ăn hữu hảo, công việc ngày càng hanh thông thuận lợi hơn. Về sự nghiệp, những mối quan hệ xã hội phát triển tốt đẹp chính là nguyên nhân giúp người tuổi Ngọ gặt hái được một khoản tiền đáng ngưỡng mộ ngay từ những ngày đầu tháng. Trước đó bạn có thể gặp được quý nhân, cũng có thể gặp được người có cùng chí hướng và đôi bên cùng nhau hợp tác phát triển, đạt được những mục tiêu tưởng chừng xa vời một cách nhanh chóng. Nếu làm lãnh đạo, con giáp phát tài này có thể dẫn dắt mọi người đến thành công, đem lại nguồn lợi lớn cho tập thể. Trong khi đó, nếu là người làm công ăn lương, sự chăm chỉ nỗ lực không ngừng đã giúp bạn trưởng thành nhanh chóng và biết đâu là cơ hội mình có thể nên nắm bắt để kiếm về bộ tiền. Cấp trên chắc chắn sẽ giao cho bạn nhiệm vụ quan trọng để bạn khẳng định bản thân. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm thích hợp để người làm kinh tế hợp đồng. Vì vậy, nếu thấy đối tác hoặc cơ hội có triển vọng thì nên nhanh chóng nắm bắt. Về tài lộc, xét về tài vận trong tháng 6 dương lịch này, người tuổi Ngọ biết quản lý tài chính nên mức thu nhập có thể không quá lớn nhưng vẫn đủ để dùng dình chi tiêu. Con giáp này tính lo xa nên chuẩn bị sẵn cho những tình huống xấu nhất. Có tài vận ổn định, những chú ngựa có thể thoải mái làm những việc mình muốn. Hơn thế nữa, bản mệnh lại chăm chỉ cần cù nên cũng được rời thương, làm ăn buôn bán không đến nỗi nào, đồng ra đồng vào là chuyện dễ dàng. Có điều, lịch vạn niên nhắc nhở bản mệnh hãy giảm bớt thói phù phiếm của mình, chớ nên vì thói sĩ diện mà nghiến răng mua sắm hoang phí, bởi có thể chỉ một phút bốc đồng có thể khiến bạn rơi vào cảnh kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Dù thế nào đi nữa, hãy yên tâm vì bạn là một trong những con giáp có nhiều tháng may mắn nhất năm 2021, còn nhiều thời gian để tăng tốc tài vận cho chính